Chào các bạn, mình là Sơn. Và trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm chủ một số những cái thông số liên quan đến kích thước của ảnh. Ở đây có một cái cửa sổ, đó là các bạn vào Image, chọn Image Size hoặc ấn tổ hợp phím Alt Ctrl cộng Y ở trên bàn phím của các bạn, thì nó sẽ hiển thị ra cho các bạn một cái cửa sổ, một cái window như sau. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy đó là kích thước ở đây, Image Size ở đây 20.6 MB. Có nghĩa là cái ảnh này nó đang chiếm một cái khoảng trên bộ nhớ của các bạn là 20 MB, được chưa? Hay là ở đây có một cái thông số nữa là dimension, đó là cái kích thước này, 2637 nhân với 2729 pixel. Có nghĩa là cái chiều, đây các bạn có thể nhìn thấy là cái chiều 2637 là đây, chính là cái chiều rộng của các bạn. Còn cái chiều 2729 đây chính là chiều cao của các bạn. 2637 pixel có nghĩa là trên một cái, đây các bạn có thể zoom to ra, trên một cái chiều rộng từ đầu bên này sang đầu bên này, nó có bao nhiêu ô? Nó có 2600 bao nhiêu ô đó, được chưa? Mỗi một cái ô này là người ta gọi là một điểm ảnh, một pixel. Ok. Rồi, bây giờ các bạn có thể làm như sau. Các bạn có thể vào đây, bấm vào cái nút mũi tên nhỏ nhỏ ở đây để có thể chuyển đổi nó sang theo cái kiểu đo khác. Ví dụ như các bạn đo theo kiểu là inch chẳng hạn, thì nó sẽ là 10 inch nhân với 11 inch, đúng không? Hay là kiểu cm sẽ là 27 cm nhân 28 cm. Hay là mm, có rất là nhiều cái kiểu để các bạn đo, nhưng mà ở đây bình thường mình sẽ sử dụng là pixel. Tiếp theo đó là cái kiểu fit to. Cái kiểu fit to này là sẽ giúp cho các bạn convert cái bức ảnh của các bạn sang một cái kích thước khác. Đó, các bạn nhìn chưa? Nó sẽ chuyển đổi sang một cái kích thước khác. Ở đây thì mình sẽ để nó mặc định nó là origin size, là để mặc định với cái kích thước ban đầu của nó. Các bạn có thể chuyển đổi resize lại cái bức ảnh lại thông qua cái việc là chỉnh. Ví dụ như ở đây mình để là mình sẽ để cho nó là pixel nhá. Và mình sẽ để đơn vị đo chuột của nó, mình sẽ chuyển đổi cái bức ảnh này thành một cái bức ảnh có kích thước nhỏ hơn bằng việc đó là mình sẽ để ở đây, mình sẽ để là pixel, mình để ban đầu là pixel nhá. Mình sẽ cho nó về 1000 pixel. Đó, cái chiều rộng của nó là 1000 pixel. Mình chỉ cần khi mà mình viết 1000 ở đây hay là mình viết 800 đây, các bạn nhìn chưa? Đó, cái chiều cao của cái bức ảnh này sẽ tự động thay đổi theo. Tại sao nó lại làm như vậy? Để nó đảm bảo được cái bức ảnh của các bạn là sẽ luôn có cái tỷ lệ chuẩn. Có nghĩa là cái tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng nó ok. Nếu mà các bạn không thích là chiều dài, chiều rộng nó tự thay đổi như vậy thì các bạn có thể tích ra khỏi cái khóa này. Các bạn nhìn cho cái khóa này. Đó, cái khóa này sẽ giữ cho chiều dài, chiều rộng của các bạn được nó có cái quan hệ với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cho là chiều rộng là 100 và chiều cao là 2000. Các bạn thấy bức ảnh của các bạn đã bị co chưa? 200 này. Thì mình không khuyến khích các bạn sử dụng cái điều này, bởi vì nó sẽ làm cho các bạn bức ảnh của các bạn bị biến dạng. À, còn một cái thông số nữa là resolution. Resolution chính là cái mật độ điểm ảnh của các bạn. Cái mật độ điểm ảnh này thì nó liên quan đến việc mà các bạn in ấn nhiều hơn. Ví dụ như là đối với cái màn hình hiển thị của website thì họ cần một cái kích thước xem vừa đủ thôi, đúng không? Thì nó thường là 72 pixel trên 1 inch. Ở đây có đơn vị là pixel trên 1 inch, có nghĩa là 1 inch thì có 72 pixel. Đó, thường thì người có cả đơn vị trên cm, nhưng mà thường thì cả thế giới họ dùng là trên inch hơn, được chưa? Đó là lý do tại sao mà các màn hình tivi họ không bảo là bao nhiêu cm mà họ thường nói là inch ấy. Còn đối với việc in ấn thì các bạn nên để đó là 300 pixel trên 1 inch. Ok. Thì đây là một số những cái thông số cơ bản của bức ảnh này. Ok, cảm ơn các bạn.